Kinh Đại Phật Đản cứu cánh kiên cố và mật nhân của Như Lai và chư Bồ Tát vận hành để tu chứng liệu nghĩa quyển chính. Một ngày kính hỷ có những người ở thế gian với tâm lắng trong nhưng do bởi chẳng tu thiền định nên không có trí tuệ. Tưởng và niệm của họ trong lúc đi hay ngồi đều chẳng sanh ái nhiễm. Do đó họ sẽ không lưu lại ở cố dục. Nếu như muốn người ấy có thể sanh làm bằng lữ thanh tịnh, hàng hữu tình như thế gọi là chư thiên ở trời phạm chúng. Hai, có những người đã đoạn trừ tập khí của ái dục và tâm lìa khỏi dục niệm, với đối với giới luật và uy nghi họ yêu mến và tùy thuận, người ấy có thể tu hành công đức thanh tịnh ở mọi lúc, hàng hữu tình như thế gọi là chư thiên ở trời phạm phụ. Ba, có những người với thân tâm đã đạt đến vi diệu tròn đầy uy nghi không khiếm khuyết và là thanh tịnh giới cấm và lại còn hiểu biết thân Chúa, ở mọi lúc người ấy có thể thống lãnh phạm chúng và trở thành đại phạm vương. Hàng hữu tình như thế gọi là chư thiên ở trời đại phạm. Này kính hỷ, chư thiên ở ba cõi trời từ tấn ái đều liều khỏi bức hại của tất cả khổ não, mặc dù không tu thiền định chân chánh nhưng trong tâm của họ thanh tịnh và chẳng dao động bởi các lậu. Đây là chư thiên ở cánh thiền thứ nhất. Bốn, này cái nỉ, ở trên chư thiên thống nhiếp phạm chúng ở cõi thành tiên, có chư thiên viên mãn tình hạnh trừng tâm bất động và do tâm tịch tỉnh thâm sâu mà có ánh sáng phóng ra. Hàng hữu tình như thế gọi là chư thiên ở trời thiếu quang. Năm, có đến có chư thiên với quang minh chiếu soi lẫn nhau, ánh chiếu sáng vô tận. Ánh hiện cõi giới của mình đến mười phương và biến nó thành lưu ly, hàng hữu tình như thế gọi là chư thiên ở trời vô lượng quang. Năm, có đến có chư thiên hấp thu với trì giữ ánh sáng. Sáu, có đến có chư thiên hấp thu với trì giữ ánh sáng tròn đầy và họ đã thành tựu bán thế chứ vậy về việc ấy. Họ có thể phát ra quang minh thanh tịnh để ứng đáp vô tận, hàng hữu tình như thế gọi là chư thiên ở trời quang âm. Này kính hỷ, chư thiên ở ba cõi trời thù thánh ấy đều liều khỏi bức hại của tất cả ô la, mặc dù không tu thiền định chân chánh nhưng trong tâm của họ thanh tịnh và đã hằng phục các lậu thô kệch. Đây là chư thiên ở cánh thiền thứ nhì. Bảy, này kính hỷ, khi chư thiên như thế đã thành tựu ánh sáng tròn đầy như một phương tiện giao điếp, giờ đây sự vi diệu của phương tiện ái đã hiển lộ. Họ thanh lọc tâm của mình cho đến họ thanh lọc sự tu tập này cho đến khi tâm khai thông đến an vui của tịch diệt. Hàng hữu tình như thế gọi là chư thiên ở trời thiếu tịnh. Tám, tiếp đến họ trải nghiệm một cảnh giới của thanh tịnh và rỗng không hiện tiền, rồi nó mở rộng vô biên tớ. Thân tâm của họ kinh an và thành tựu an vui của tịch diệt, hàng hữu tình như thế gọi là chư thiên ở trời vô lượng tịnh. Chín, khi thế giới cùng thân tâm thấy tờ thanh tịnh viên mãn và tịnh đức thành tựu một cảnh giới từ tánh hiện tiền và sẽ dẫn về an vui của tịch diệt, hàng hữu tình như thế gọi là chư thiên ở trời biến tịnh. Này cái này, chư thiên ở ba cõi trời thù thánh ấy đầy đủ sự tùy thuận to lớn, thân tâm an ổn và được vô lượng an vui, mặc dù không tu thiền định chân chánh nhưng trong tâm của họ an ổn và tràn ngập hoan hỷ. Đây là chư thiên ở cảnh thiền thứ ba. Mười, này cái nỉ, lại có chư thiên không còn bị thân tâm bức bách và nhân của khổ đã tận trừ, họ nhận biết điều vui sướng trên cõi trời sẽ chẳng thường trừ và không lâu tất phải hồi diệt, cho nên họ mau chóng đồng thời xả bỏ cả tâm khổ và vui. Do họ đã chấm dứt các lậu thô kệch tâm trọng nên tánh của phước đức thanh tịnh liền sinh ra, hàng hữu tình như thế gọi là chư thiên ở trời phước sanh. 11. Một khi đã xả tâm khổ và vui, họ được thánh giải thanh tịnh ở trong trạng thái của phước đức vô tận, họ được sự tùy thuận vi diệu cho đến trọn cùng mãi mãi, hàng hữu tình như thế gọi là chư thiên ở trời phước ái. Này cái nỉ, từ cõi trời đó để làm hai đường,
12 trước đó nếu tâm của chư thiên ở trời phước ái mà có thể chiếu vô lượng quang minh thanh tịnh, phước đức quang minh và tu chứng mà an trụ hàng hữu tình như thế gọi là chư thiên ở trời quảng bá. 13. Còn như trước đó nếu tâm của chư thiên ở trời phước ái mà chán ghét là cả khổ lẫn vui và liên tục nghiên cứu phương pháp xả tâm chẳng ngừng, khi đã hiểu cùng tầng phương pháp xả tâm, thân tâm đều diệt và ý tư lượng ngưng động như tro suốt 500 kiếp, do bởi người ấy dùng nhân sanh tiệt để làm nhân nên chẳng thể phát huy tánh không sanh không diệt, tướng của họ diệt mất từ kiếp thứ nhất cho đến nửa kiếp đầu của kiếp thứ 500, nửa kiếp sau của kiếp thứ 500 thì tướng của họ sanh trở lại. Hàng hữu tình như thế gọi là chư thiên ở trời vô tưởng này kính ý. Chư thiên ở bốn cõi trời thù tướng ái đều chẳng hờ lay động bởi tất cả cảnh khổ vui trong thế gian. Tuy nhiên do họ không tu tập nương vào tâm vô vi chân thật bất động nên vẫn có tâm sơ đắc. Đây là chư thiên ở cảnh thiền thứ tư này kính ý. Ở trong cảnh thiền đó lại có bốn cõi trời tịnh cư. Chư thiên ở những cõi trời ấy đều đã trừ sạch chính thơ loại tạp khí trong hòa giới. Chư thiên nơi đây sẽ không bao giờ còn sống ở toàn trời thấp hơn. Họ sẽ không sống ở một nơi an bình và mỗi người vị đều ngang bằng ở mức độ xả tâm. Mười bốn này cái nỉ. Có chân tâm đã không còn bị khổ vui và tâm có đấu tranh không còn giao tiếp. Này cái này là có chư thiên đã xả bỏ tâm khổ và vui và tâm đấu tranh không còn giao tiếp. Hàng hữu tình như thế gọi là chư thiên ở trời vô phiền. 15. Kế đến có chư thiên chỉ độc nhất nghiên cứu về xả tâm và không còn ôm giữ niệm khổ hay vui. Hàng hữu tình như thế gọi là chư thiên ở trời vô nhiệt. 16. Có đến có chư thương có thể thấy các thế giới trong mười phương với thời lực vi diệu viên mãn lắng trong và nó không còn bị cấu nhiễm bởi tất cả sắc tượng của trần cảnh. Hàng hữu tình như thế gọi là chư thiên ở trời thiện kiến. 17. Có đến có chư thiên với cái thái tinh nguyên hiện tiền và không bị chướng ngại ví như sự điêu luyện của người thời gớm. Hàng hữu tình như thế gọi là chư thiên ở trời thiện hiện. 18. Khi quan sát và muôn sự vi tế của sắc tánh và tánh hư không, họ vào trạng thái của vô biên tế. Hàng hữu tình như thế gọi là chư thiên ở trời sẽ cứu cánh. Này cái nỉ, thiên chúng ở những cõi trời thấp hơn thuộc cảnh thiền thứ tư và cho đến thiên vương của họ thì cũng không thể thấy hay biết gì về chư thiên ở năm cõi trời tịnh cư và chỉ độc nhất nghe về họ với sự mới ngộ. Đây với như hàng phàm phu trên thế gian đều chẳng thể thấy các vị ứng chân đang ở trong quán giả tâm sơn đó trụ pháp và trì pháp nơi thánh địa đạo tràng của họ. Này cái nỉ, mặc dù chư thiên ở 18 cõi trời đó đơn độc tu hành và tâm chẳng gia và thân chẳng giao tiếp và tâm và chẳng giao tiếp với trần cấu, nhưng họ vẫn chưa dứt hết phiền lụy của thân, do đó các tầng trời ấy gọi là cõi sắc. Lại nữa cái nỉ này cái nỉ, từ trời xét cứu cánh là tầng trời nằm ở ranh giới trên cùng của cõi sắc, nơi đây lại rẽ làm hai đường. Nếu tâm của chư thiên ở tầng trời đó tu hành xả tâm mà có thể phát huy trí minh
thì liền ra khỏi trần lao trở thành bậc ấn chân và vào bồ tát thừa. Hàng hữu tình như thế là gọi là những vị đại ứng chân hồi tâm hướng vừa đại thừa. Một, còn như trước đó nếu tâm của chư thiên còn như trước đó nếu tâm của chư thiên ở trời đằng đời đó mà một còn như nếu tâm của chư thiên ở trần thời đó tu hành sở tâm thành tựu mà nhận biết thân là chướng ngại cho sự tăng tiến, họ làm cho thân tiêu mất và trở thành như hư không. Hàng hữu tình như thế gọi là chư thiên ở không vô biên xứ. Hai, khi chướng ngại của thân đã tiêu mất và bây giờ không có còn gì đỡ phải và bây giờ không còn gì ngăn ngại đỡ phải diệt trừ, họ chỉ còn lưu lại tạng thức và một nửa chức năng vi tế của thức truyền tống. Hàng hữu tình như thế gọi là chư thiên ở thức vô biên xứ. Ba, khi hành xét về hư không đã chấm dứt và thức tâm cũng hoàn toàn diệt mất thì sẽ tịch nhiên khắp mười phương chẳng còn lưu lại gì và không có nơi nào để đến. Hàng hữu tình như thế gọi là chư thiên ở vô sở hữu xứ. Bốn, khi tạng thức không còn hoạt động, họ dùng sự diệt này để quan sát tận cùng ở trong vô tận của thức đó, ở trong vô tận của thức đó, ở trong vô tạng của thức đó, nó dường như tồn tại mà chẳng tồn tại, dường như tạng mà chẳng phải tạng. Hàng hữu tình như thế gọi là chư thiên ở phi tưởng phi phi tưởng xứ. Tuy chư thiên ở những cõi trời này đã quan sát tận cùng vô không vô thức nhưng họ chẳng hiểu cùng tận vô lý của không. Đây là sự chấm dứt con đường của thánh nhân mà đã dẫn đến từ năm cõi trời tịnh cư. Hàng hữu tình như thế gọi là những ám đồng ứng chân chẳng hồi tâm hướng về đại thừa. Chư thiên ở trời vô tướng và chư thiên ở những tầng trời không theo chánh đạo, họ sẽ chán quay trở lại từ sự quan sát tận cùng vừa không cố thức. Do bởi si mê thiếu biết và vẫn còn hồ lậu nên cuối cùng thì cũng sẽ rơi vào vòng luân chuyển. Này cái nỉ, tất cả thiên nhân ở các tầng trời đó đều là phàm phu. Khi đã hưởng hết nghiệp và quả lành, họ sẽ phải luân chuyển. Tuy nhiên, các vị thiên vương ở những cõi trời kia chính là Bồ Tát, các ngài du hí chánh định, dần dần thứ tự tăng tiến và hướng đến con đường tu hành của chư thánh. Này cái nỉ, vừa chư thiên ở bốn tầng trời cuối cùng, sắc thân tiêu mất, tâm hành đã diệt và định tánh hiện tiền, cỡ từ đây họ không còn nghiệp quả của sắc thân nữa. Do đó, các tầng trời ấy gọi là cõi vô sắc. Tất cả chư thiên hữu lậu đều chẳng hiểu thông suốt và diệu giác minh tâm. Do si mơ tích tập mà phát sanh ba cõi hư vọng. Trong đó mọi chúng sanh chìm vào bảy đường, trong đó mọi chúng sanh tùy theo nghiệp của mình mà chìm vào bảy đường với những chúng sanh đồng loại. Này cái nỉ, ở trong ba cõi lại có bốn loại phi thiên. Một, có những loài phi thiên ở loài ngạ quỷ. Một có phi thiên ở loài ngạ quỷ và chúng sức hộ pháp, chúng giống sức hộ pháp và có thần thông bay trên không. Hàng phi thiên này sinh ra từ trứng và thuộc hào phi thiên này sinh ra từ trứng và thuộc vào quỷ đạo. Hai, có những phi thiên do vì phước đức không tương đủ nên rơi khỏi thiên thượng và chúng sống ở phía dưới mặt trời mặt trăng. Hàng hữu tình như thế, hàng phi thiên này sinh ra từ bào thai và thuộc vào nhân gian. Ba, có những phi thiên vương mãnh lực vô ý và có thể tranh quyền với phạm vương đang thân đế và tứ đại thiên vương. Hàng phi thiên này sinh ra từ biến hóa và thuộc vào cõi trời. Bốn, này cái này, có một loại phi thiên thấp kém khác, chúng sinh ra tại những hang nước sâu ở giữa biển cả. Ban ngày chúng bay trên không và khi tối đến thì trở về bổn xứ ở dưới nước. Hàng phi thiên này sinh ra từ ẩm ướt và thuộc về bàn sanh. Này cái nỉ, đây là những lời giảng giải tường tận về bảy đường gồm có địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh, người, thần tiên, trời và phi thiên. Tất cả đều hôn muội và chìm đắm trong các tướng hữu quy do si mê mà họ sinh ra và chuyển theo nghiệp vọng tưởng của mình. Tuy nhiên, ở trong bốn tâm vô quy nhiệm màu, các đường này đều tựa như hôi đốm giữa hư không. Chúng vốn không chỗ danh mác, chỉ có trụ sở và chỉ hoàn toàn chỉ là hư vọng.
Này cái này do các chúng sinh đó không nhận biết bổn tâm nên phải thọ luân hồi đến vô lượng kiếp mà chẳng được thanh tịnh chân thật. Tất cả đều do tùy thuận sát sanh trộm cắp và tà dâm, nếu vi phạm sát sanh trộm cắp và tà dâm họ sẽ sanh vào quỷ đạo. Còn nếu không phạm ba giới kia họ sẽ sanh lên trời. Vì những chúng sanh ấy cứ ngã ngang giữa phạm giới và dự giới nên phát khởi tánh luân hồi. Nếu ai vào được chánh định này, họ sẽ trụ trong thường trời, họ sẽ trụ trong tịch diệt thường hành quý diệu. Họ lìa khỏi nhị biên của có và không và vô nhị biên cũng diệt mất. Họ đã đoạn trừ, họ đã vượt khỏi không sát sanh, không trộm cắp và không tà dâm. Huống nữa là tùy thuận việc sát sanh, trộm cắp và tà dâm hay sao? Này kính hỷ, những ai không đoạn trừ ba nghiệp đó thì sẽ tự tạo nghiệp của chính mình. Mặc dù quả báo của mọi chúng sinh là của bản thân, nhưng họ sẽ cùng trải qua đồng quả báo với những chúng sinh. Nhưng họ sẽ cùng trải qua với những chúng sanh đồng quả báo ở một nơi nhất định. Nghiệp của họ phát sanh từ si mê do nó hư vọng sinh ra nên chẳng có nhân và sẽ không thể nào tìm thấy nhân của nó. Ông hãy khuyên những ai tu hành mà muốn được giác ngộ thì phải đoạn trừ ba nghiệp si mê. Nếu chẳng đoạn trừ ba nghiệp si mê, cho dù họ được thần thông nhưng đó đều là hữu vi của pháp gia của thế gian và phải dùng công sức. Nếu không đoạn trừ tập khí thì họ sẽ lạc vào ma đạo, cho dù họ muốn diệt trừ si mê đi nữa, nhưng nếu không đoạn trừ tập khí thì chỉ thế gia đang hương nghị. Như Lai nói rằng những chúng sanh như thế thật quả đáng thương, ông nên biết rằng si mê của mình là do tự mình tạo ra chứ chẳng phải loại của tánh giác ngộ. Những gì được giảng ở đây là chánh giáo, nếu giảng thay các tức là lời của ma vương. Bây giờ Như Lai sắp lời pháp tòa, từ tòa sư tử đứng dậy, Thế Tôn đặt bàn tay lên cái bàn bảy báo ở trước mặt. Sau đó ngài xoay chuyển thân mình như hòn núi vàng tím rồi lại ngồi xuống. Khi ấy Đức Phật bảo toàn đỡ đại chúng và ngài khánh hỷ. Hàng hữu học các ông cùng thanh văn và duyên giác hôm nay đã hồi tâm hướng về đại giác là vô thượng diệu giác. Ta nay đã giảng pháp tu hành chân thật, tuy nhiên ông vẫn chưa biết những việc ma vi tớ sẽ xảy ra khi tu chỉ và tu quán. Nếu chẳng thanh tịnh tâm của mình, ông sẽ không nhận ra cánh ma khi chúng hiện tiền và sẽ lạc vào tà kiến. Ma có thể khởi sanh từ năm uẩn ở bên trong của ông, hoặc ông sẽ bị thiên ma, quỷ thần hay yêu tinh đám nhập. Nếu trong tâm của ông chẳng rõ khi xảy ra, ông sẽ nhận việc làm con, hoặc ông thành tựu một chút mà cho là đủ. Đây ví như vị bhikkhu sư chẳng học hỏi kia, chỉ mới đạt đến cảnh thiền thứ tư mà vọng ngôn cho rằng mình đã chứng thánh quả. Khi phước báo ở cõi trời ấy đã hết và các tướng sẽ hiện tiền do hủy bán rằng người đất đạo ứng chân mà còn vướng hưu lậu vào sâu nên vị bhikkhu sư kia liền đọa địa ngục vô gián. Ông hãy lắng nghe, ta nay sẽ giải thích tường tận cho ông. Khi ấy ngài kính hỷ và những vị hữu học ở trong pháp hội liền đứng dậy hoan hỷ đánh lễ và cung kính lắng nghe giáo huấn từ bi của Phật. Đức Phật bảo ngài kính hỷ và các đại chúng: các ông phải biết rằng mặc dù 12 thế loài chúng sanh ở trong thế giới, có hầu lậu, nhưng bốn giác diệu minh và giác viên tâm thở của họ thì chẳng khác với 10 phương chư Phật. Nên họ mơ mùa chân lý và si ái phát sanh, nhân về di mơ sanh khởi biến khắp nên mới có hư không, rồi do ưu mơ biến hóa chẳng ngừng nên mới có thế giới. Quốc độ nhiều như vi trần ở khắp 10 phương và tất cả những ai hữu lậu đều là ăn lập từ vọng trưởng si mơ. Các ông phải biết rằng si mơ hư không sinh ra ở trong tâm của mình, nó tựa như một áng mây ở giữa bầu trời bao la. Huống chi là các thế giới ở tại hư không thì càng nhỏ bé hơn. Khi ông tìm ra chân thật và trở vào nguồn cội, bấy giờ hư không khắp 10 phương tất đều tiêu vong. Thế thì làm sao có thể quốc độ ở trong hư không mà chẳng chấn động chứ? Khi tu thiền và vào chánh định, tịnh tâm của các ông khai thông với tâm của chư Bồ Tát và những vị đại ứng chân vô lậu ở khắp 10 phương.
Lúc đó ông sẽ trụ ở nơi trạm nhiên, bấy giờ tất cả mơ vương cùng với quỷ thần và hàng trời phàm phu đều thấy cung điện của mình vô cớ sụp đổ và cung điện và đại địa chấn động. Động vật bơi trong nước, đi trên đất hay bay hoặc bay giữa trời không một loài nào mà chẳng kinh hoàng, còn hạm phàm phu vì chỉ trầm với hung ám thì chẳng ngờ sẽ hay biết gì về những sự kiện này. Có chúng ma đầy đủ năm loại thần thông, duy trừ lậu tận thân vì chúng vẫn còn lưu luyến trần lao, thế thì làm sao chúng có thể để cho ông phá hủy chỗ của chúng đây? Cho nên tất cả thiên ma quỷ thần và yêu tinh quỷ quái đều sẽ đến đầu loạn khi ông vào chánh định. Mặc dù chúng ma kia nổi cơn thịnh nộ, nhưng chúng chỉ là trần lao khi ông trụ ở trong diệu giác. Chúng sẽ như gió thổi ánh sáng, như dao chém vào nước và vĩnh viễn không thể tiếp xúc. Ông sẽ như nước sôi và chúng ví như tảng băng, khi hơi nóng đến gần băng đá sẽ tiêu tan. Chúng cậy nương vào thần lực để có thể tạm ghé tâm ông và một lát. Chúng chỉ có thể thành công nổi loạn khi trong tâm của ông là chủ nhân của năm ứng, nhưng lại bị mơ muội nên du khách mới thừa cơ trục lợi. Khi trụ trong thiền định với giác ngộ minh liễu, làm sao những việc ma kia có thể ảnh hưởng đến ông chứ? Khi năm uẩn tiêu tan, ông sẽ vào ánh sáng của trí tuệ. Chúng tàn ma kia đều nương âm khí và quang minh của ông có thể phá tan u ám. Nếu chúng dám đến gần thì sẽ tự hủy diệt, thế thì làm sao chúng dám đến lại để nhiễu loạn thiền định của ông chứ? Nhưng nếu chưa khai ngộ minh liễu và bị năm uẩn mê hoặc thì chính ông kính hỷ chắc chắn sẽ làm con của ma và chính mình cũng trở thành ma. Trường hợp ông gặp người con gái thuộc Bồ Tát Matanga là một người lợi, và chỉ đó chỉ là sự cố nhỏ, cô ta chỉ đồng chú thuật và đỡ khiến ông phá hủy giới luật của Phật. Trong 80.000 giới hạnh, cùng lắm ông chỉ phạm một giới. Do tâm của ông thanh tịnh, ông vẫn chưa đọa trầm luân. Nhưng nếu ẩm ma đã có thể hủy diệt báo giác toàn thân của ông, thì ông sẽ như thành viên trong gia đình của một đại thần, tài sản bất chợt bị tịch thu, gia cảnh điêu tàn và không ai có thể cứu giúp. Này khánh ý, nên biết rằng mọi niệm sẽ tiêu vong khi ông ngồi đạo tràng, khi vọng niệm của ông dừng hẳn, lúc đó sẽ chỉ còn lại giác minh tinh nguyên. Giao niệm ở ngoài tâm ông sẽ dường như tánh lặng, và niệm hiện tại ở trong tâm ông sẽ dường như vô niệm. Khi trụ ở trong cảnh giới đó, ông liền vào chánh định, ông sẽ như người mát sáng ở nơi u ám. Lúc đó tánh thanh nhân của ông sẽ thanh tịnh vi diệu, nhưng tâm của ông thì vẫn chưa phát sáng. Đây gọi là đã tới khu vực của sắc uẩn. Khi tâm nhãn của ông trở nên trong sáng, mười phương mở toát và chẳng còn u ám. Đến giai đoạn này thì gọi là đạt đến chấm dứt của sắc uẩn. Người ấy sẽ có thể siêu xuất qua trượt của thời gian, quan sát nguyên do của sắc uẩn vào thái vọng tưởng kiên cố là căn bản của nó. Một này cánh hỷ, đương lúc ở tinh thần u ám, sự nghiên cứu tinh chuyên của họ có thể sẽ sự nghiên cứu tinh chuyên ở trong diệu minh của họ sẽ có thể hiển lộ ra rằng bốn đài chẳng đang xiết ức như với nhau. Chỉ một thoáng người ấy có thể rời thân thể của mình. Cánh hiện này gọi là giác minh tinh nguyên, có thể tràn vào cánh hiện ở trước. Đây là do sự dụng công của người ấy nên mới tạm thời được cánh giới thứ. Đó không phải là dấu hiệu chứng thánh quả. Nếu ai chẳng coi tâm đắc quả vị của Bậc Thánh thì đó là cánh giới tốt. Còn như cho rằng mình đã đắc quả vị của Bậc Thánh thì họ sẽ bị chúng tà ma nhiễu loạn. Hai lại nữa. Đương lúc hai lời nữa cái này đương lúc ở trong đền đó, một khi đạo ta một khi hai là đương lại nữa cái này đương lúc ở tinh thần u ám, sự nghiên cứu tinh chuyên ở trong diệu minh của họ sẽ có thể làm cho người ấy thấy rõ bên trong thân thể của mình. Hốt nhiên người ấy có thể bắt lấy những con giun ở trong bụng bỏ ra ngoài mà chẳng ngờ tổn hại thân thể của mình, lãng ký sông sinh trùng. Cảnh hiện này gọi là giác minh tinh nguyên, có thể tràn vào thân thể. Đây là do sự tinh tấn tu hành của người ấy mình mới nên mới tạm thời được cảnh giới như thế. Đó không phải là dấu hiệu chứng thánh quả. Nếu ai chẳng khởi tâm đắc quả vị của Bậc Thánh thì đó là cảnh giới tốt. Còn như cho rằng mình đã đắc quả vị của Bậc Thánh thì họ sẽ bị chúng ta ma nhiều loạn. Ba lại nữa, đương lúc ở tinh thần u ám, sự nghiên cứu tinh chuyên của họ sẽ có thể hướng ra cả trong lẫn ngoài. Bây giờ hồn phách và ý chí tinh thần của người ấy có thể sẽ tách rời,
kết hợp hoặc hoán đổi vai trò hút nhân giữa hư không, người ấy nghe có tiếng thuyết pháp hoặc nghe có âm thanh ở các mười phương đồng thời diễn nói mật nghĩa. Cái niệm này gọi là tinh thần cùng hồng pháp lần lượt phân ly và kết hợp lẫn nhau do sự thành tựu căn lành đó. Đây chỉ là cảnh giới tạm thời, đó không phải là dấu hiệu chứng minh quả. Nếu ai trên khởi tâm đắc qua vị của Phật tánh thì đó là cảnh giới tốt. Còn như cho rằng mình đã đắc qua vị của Phật tánh thì họ chỉ bị chúng ta ma nhiễu loạn. Bốn lại nữa, đương lúc ở tinh thần u ám, một ánh sáng rực rỡ có thể sẽ hiện ra trong tâm của người ấy và chiếu soi khắp mười phương với màu sắc như vàng ở dưới sông Tại Châu Thánh Kim. Người ấy có thể người ấy có thể sẽ thấy tất cả muôn loài hóa thành chư Như Lai. Người ấy sẽ thấy Đức Phật quang mang biến chiếu đang ngồi ở trên đài thiên quang với 1.000 Đức Phật ở xung quanh. Mỗi vị Phật kia đều hiện ra 100 ức quốc độ. Mỗi vị Phật kia ngồi trên tòa hoa sen báo và đồng thời hiện ra 100 ức quốc độ. Cảnh hiện này gọi là tâm và hồng pháp thấm nhuộm với giác ngộ linh thiêng ở giờ lúc tâm chiếu soi các thế giới tường tận. Đây chỉ là cảnh giới tạm thời, đó không phải là dấu hiệu chứng thánh quả. Nếu ai chẳng khởi tâm đắc quả vị của Bậc Thánh thì đó là cảnh giới tốt. Còn như cho rằng mình đã đắc quả vị của Bậc Thánh, họ chỉ bị chúng ta ma nhiễu loạn. Năm lại nữa, đương lúc ở tinh thần u ám, sự quan sát và nghiên cứu ở trong diệu minh của họ, sự quan sát và nghiên cứu ở trong diệu minh của họ có thể sẽ chẳng được đình chỉ khi người ấy cố gắng hằng phục để nó không vượt mất kiểm soát. Bây giờ hư không khắp mười phương hút nhân trở thành màu sắc của bát giáo hay màu sắc của trăm báo, mỗi màu sắc đó sẽ đồng thời trùm khắp hư không và mà chẳng hề nghe ngại lẫn nhau. Người ấy sẽ thấy rõ xanh vàng đỏ trắng với từng màu không xen tạp. Cảnh hiện này gọi là kiềm chế sự quan sát để không vượt mất kiểm soát. Nếu ta đó không phải là dấu hiệu chúng ta, đây chỉ là cảnh giới tạm thời, đó không phải là dấu hiệu chứng thánh quả. Nếu ai chẳng khởi tâm đắc quả vị của Bậc Thánh thì đó là cảnh giới tốt. Còn như cho rằng mình đã đắc quả vị của Bậc Thánh thì họ chỉ bị chúng ta ma nhiễu loạn. Sáu lại nữa, đương lúc ở tinh thần u ám, người ấy có thể sẽ phóng ra một ánh sáng tinh thuần không tạp loạn. Hốt nhiên ở trong căn phòng tối vào giữa đêm, người ấy có thể thấy muôn thứ đồ vật mà chẳng khác gì như giữa ban ngày. Những đồ vật mà dù ở ban ngày vẫn không thấy, nhưng giờ đây họ có thể sẽ thấy rõ ràng. Cảnh hiện này gọi là thanh lọc tâm nhãn để hiển lộ vật ân kính và thấy khắp nơi ưu quốc. Đây chỉ là cảnh giới tạm thời, đó không phải là dấu hiệu chứng thánh quả. Nếu ai chẳng khởi tâm đắc quả vị của Bậc Thánh thì đó là cảnh giới tốt. Còn như cho rằng mình đã đắc quả vị của Bậc Thánh thì họ sẽ bị chúng tà ma nhiễu loạn. Bấy lại nữa, đương lúc ở tinh thần u ám, những gì ở trong và những gì có ở ngoài có thể sẽ hòa quyện vào nhau ở bên trong sự nhận biết của người ấy. Hôn như người ấy chẳng còn cảm giác ở tứ chi và nghĩ rằng chúng đồng như cỏ cây. Cho dù bị lửa thiêu đau chém thì người ấy cũng hoàn toàn không cảm giác, ngọn lửa chẳng thơ thiêu đốt họ, và cho dù thân thể bị xéo thịt thì người ấy chỉ cảm giác như vô cổ. Cái niệm này gọi là bài trừ bốn đại để các tầng trang biến và chỉ còn lại sự nhận biết. Đó không phải là dấu hiệu, đó không phải là dấu hiệu, đây chỉ là cảnh giới tạm thời, đó không phải là dấu hiệu chứng thánh quả. Nếu ai chẳng khởi tâm đắc quả vị của Bậc Thánh thì đó là cảnh giới tốt. Còn như cho rằng mình đã đắc quả vị của Bậc Thánh thì họ sẽ bị chúng ta ma nhiễu loạn. Tám lại nữa, đương lúc ở tinh thần ưu ám, người ấy có thể sẽ thành tựu thanh tịnh, và do thanh tịnh tâm của mình nên có và do thanh tịnh cho tâm của mình nên công phu của họ đạt đến cực độ. Hốt nhiên ở trong đó, người ấy sẽ thấy đất đai khắp mười phương đều trở thành cõi Phật, đầy đủ bảy báu và tràn đầy quang minh. Người ấy
Người ấy là thấy Đức Phật, người ấy là thấy Đức Phật Chư Lai nhiều như các sông Hằng và cung điện Lầu Các Hoa Lợi trầm khắp cõi giới hư không. Người ấy có thể thấy địa ngục ở dưới và thiên cung ở trên mà chẳng hề bị chướng ngại. Cái niệm này gọi là nghĩ tưởng của thích và ghét, dần dần chuyển hóa tinh thần theo sự lấy ngân tư tưởng càng ngày càng sâu. Đó không phải là dấu hiệu chứng thánh quả. Nếu ai chẳng khởi tâm đắc quả vị của bậc thánh thì đó là chẳng có gì tốt. Còn như cho rằng mình giờ đắc quả vị của bậc thánh thì họ sẽ bị chúng ta ma nhiêu loạn. Chính lại nữa, đương lúc ở tinh thần u ám, người ấy có thể sẽ nghiên cứu vào những nơi xa xôi. Hốt nhiên ở giữa đêm, người ấy có thể thấy chợ búa giếng nước ngã tư đường và ngõ hẻm từ xa. Hoặc người ấy có thể sẽ thấy người ấy có thể sẽ thấy thân tộc quyến thuộc, hoặc có thể thấy nghe được họ trò chuyện. Cảnh hiện này gọi là tâm bị bức ép đến cực độ nên nó bay ra ngoài để thấy tầm nhìn, và đa phần bị ngăn cách. Cảnh hiện đó không phải là dấu hiệu chứng tinh quả. Nếu ai chẳng khởi tâm đắc quả vị của bậc thánh thì đó là cảnh giới tốt. Còn như cho rằng mình đã đắc quả vị của bậc thánh thì họ chỉ bị chúng ta ma nhiêu loạn. Mười lại nữa, đừng lúc ở tinh thần u ám, người ấy có thể sẽ thấy mình là một vị thiện tri thức trong khi nghiên cứu tinh chuyên cực độ. Người ấy có thể sẽ biến đổi hình dáng trong chớp nhoáng và không ngừng thay đổi môn tự hình thù. Cái niệm này gọi là lòng tà chiêu dự yêu tên, hoặc về thiên ma nhập tâm trí. Đương lúc về nhập kệ, người ấy giảng pháp vô căn cứ và nói rằng mình đã mà nói rằng mình đã và nói rằng mình đã thông đạt diệu nghĩa. Đó không phải là dấu hiệu chứng thánh quả. Nếu ai chẳng khởi tâm đắc quả vị của bậc thánh thì đó là cảnh giới tốt. Còn như cho rằng mình đã đắc quả vị của bậc thánh thì họ chỉ bị chúng ta ma nhiễu loạn. Này cánh hỷ, mười loại cánh hiện giữa lúc tư tập tĩnh lự như thế đều là do sự giao tiếp của tâm với sắc uẩn nên mới xuất hiện những việc ấy. Do chúng sinh mơ muội và tưởng chờ sự suy ngẫm chính xác, ngay khi gặp những trường hợp đó họ sẽ nói rằng họ sẽ mơ muội và chẳng thể nhận được biết, rồi nói rằng mình đã thăng lên quả vị của bậc thánh do vì đã thành lập đại vọng nguyện như thế nên họ sẽ đọa địa ngục vô gián. Sau khi ta diệt độ, các ông phải tuyên giảng lời này cho các chúng sanh ở vào thời mạt pháp và cho đỡ thiên ma thừa cơ trục lợi. Hãy bảo hộ và che chở những vị tu hành để họ có thể thành tựu đạo vô thượng. Này cái nỉ khi thiện nam tử kia không còn trà này cái nỉ khi thiện nam tử kia đã đến này cái nỉ khi thiện nam tử kia tu hành chánh định đạt đến chấm dứt của sắc uẩn và ở trong pháp tu chỉ, người ấy có thể sẽ thấy tâm của chư Phật tựa như ánh tượng hiển hiện trong một tấm gương sáng. Giả sử đạt được điều ấy nhưng người người đó vẫn giả sử đạt điều đó nhưng họ vẫn chưa có thể biết sử dụng làm sao. Ví như người bị bóng đè, mặc dù tay chân còn nguyên vẹn và thị giác với thính giác chẳng ngu mơ, nhưng do tâm tiếp xúc với cái tà nên không đỡ cử động. Đây gọi là đã tới khu vực của thọ uẩn. Nếu sự tơ cứng dừng nghỉ, tâm của người ấy có thể rời khỏi thân thở và xoay ngược cưa đỡ nhìn gương mặt của mình. Khi đó họ sẽ tự do rời khỏi hay ở lại mà chẳng còn trở ngại. Đến giai đoạn này thì gọi là đạt đến chấm dứt của tưởng uẩn. Người ấy sẽ có thể siêu xuất qua trượt của thời của cái thấy quán sát nguyên do của thọ uẩn và thấy vọng tưởng hư ảo là căn bản của nó. Một này cái nỉ đương lúc ở trong đền đó, thiện nam tử kia có thể sẽ có thể thiện nam tử kia sẽ Thiện nam tử kia sẽ thấy một
đương lúc ở trong đoạn đó, thiện nam tử kia sẽ thấy một ánh sáng rực rỡ, sẽ có một ánh sáng rực rỡ ở bên trong. Nếu để nén tâm của mình quá mức người, nếu để ép tâm của mình quá mức, hốt nhiên ở nơi đó người ấy phát khởi bi ai vô cùng, như vậy cho đến chỉ nhìn con ruồi con muỗi mà họ cũng xem như con đầu lòng rồi, sanh lòng thương xót và bất giác rơi lệ. Cảnh hiện này gọi là ức chế quá độ trong việc tu hành. Nếu ta ngồi cảnh giới đó họ sẽ không mơ lầm, nếu ta ngồi cảnh giới họ sẽ không cho rằng mình đã chứng thánh quả. Một khi hiểu rõ thì họ sẽ không mơ lầm, và lâu dần thì nó tự cũng tự động tiêu tan. Còn như cho rằng mình đã đắc qua vị có bậc thánh thì họ sẽ bị chúng tà ma nhiễu loạn. Còn như cho rằng mình đã đắc qua vị thánh thì họ thì sẽ có ma bi ai nhập tâm trí của họ. Khi thấy người khác họ cảm thấy buồn bã và khóc lóc tâm thiết do đã mất chánh định, họ sẽ xa ngã từ đây. Hai lời nữa, đương lúc ở tinh thần u ám, đương lúc ở trong đồng đó, một khi đã thấy sức quẩn tiêu tan, thiện nam tử kia sẽ thấy rõ thọ ứng xuất hiện với thánh tướng hiện tiền. Người ấy có thể sẽ cam kết quá mức, hốt nhiên ở trong ấy người ấy sanh khởi dũng cảm vô hạn và cho rằng tâm uy mãnh của mình ngang bằng với chư Phật. Người ấy bảo rằng một niệm của họ có thể siêu việt ba vô số kiếp. Cảnh hiện này gọi là hấp tấp quá độ trong việc dụng công. Nếu ta ngồi cảnh giới đó họ sẽ không cho mình đánh chánh quả. Còn như cho rằng mình đã đắc qua vị thánh thì sẽ có ma điên cuồng nhập tâm trí của họ. Khi thấy người khác họ khoe khoang và ngã mạn vô cùng, cho đến tâm của họ còn thấy chư Phật ở trên và chẳng thấy phạm nhân ở dưới, do đã mất chánh định họ sẽ sa ngã từ đây. Ba lại nữa, đương lúc ở trong đền đó, một khi đạo thái xuất ẩn tiêu tan, thiện nam tử kia sẽ thấy rõ thọ ứng xuất hiện. Người ấy có thể sẽ không, người ấy có thể sẽ chưa cảm thấy, chưa, người ấy có thể sẽ cảm thấy không có điều gì mới ở trước đó chấn đắc, và giữa khi ấy thì chẳng thể quay lại cảnh giới cũ. Do vài trí luật suy kiếm rồi cõi lòng đi vào chốn điêu tàn và nhìn xa xăm chẳng thấy gì. Khi đó trong tâm còn hốt nhiên sanh khởi sự khao khát và khô khát, dữ dội. Ở mọi lúc người ấy chìm vào nỗi nhớ con quay, người đó sẽ cho rằng đó là tướng tràng, người ấy sẽ cho rằng đó là tướng tràng của tinh tấn chuyên cần. Cảnh hiện này gọi là tự mình thất bại trong việc tu tâm, thiếu trí tuệ. Nếu ta ngồi cảnh giới đó họ sẽ không cho rằng mình đã đến cho thánh quả, còn như cho rằng mình đã đến qua vị của bậc thánh thì ma ký ức sẽ nhập tâm trí của họ. Từ sáng đến tối sự nhung nhớ ấy càng siết buộc tâm trí và làm cho họ chẳng thể buông xả, do đã mất chánh định họ sẽ sa ngã từ đây. Bốn lại nữa, đương lúc ở trong định đó, một khi đạo tới xuất ẩn tiêu tan, thiện năm tư kia sẽ rái thọ sợ ẩn xuất hiện. Người ấy có thể sẽ phát triển tuổi lực rồi hơn thiền định, nên kết quả là họ có thể sẽ mất đi dự sủng cảm với những điều thù thắng ôm giữ trong lòng. Họ sẽ nhầm lẫn mà cho rằng mình đã trở thành Đức Phật biến chiếu sự thật, thì người ấy chỉ được một chút mà cho là đủ. Cảnh hiện này gọi là ở trong việc dụng công tu hành đã quên mất phải luôn tâm tường khi chìm vào tri kiến của mình. Nếu ta ngồi cảnh giới đó họ sẽ không cho rằng mình đã chứng thánh quả, còn như cho rằng mình đã đắc qua vị của bậc thánh thì sẽ câu lợi ma dễ dàng với thành quả hạ liệt nhập tâm trí của họ. Khi thấy người khác họ sẽ nói rằng mà đành đã được chân lý cứu cánh vô thượng, do đã mất chánh định họ sẽ sa ngã từ đây. Năm lại nữa, đương lúc bỏ tinh thần quá mà người ấy một khi đã thấy sắc quẩn tiêu tan, thiện tâm kia sẽ đáy thở. Năm lại nữa, đương lúc ở trong đền đó, một khi đạo thái xuất cảnh tiêu tan, thiện năm kia sẽ rái đỏ thọ ứng xuất hiện.
Người ấy có thở sẽ cảm thấy chưa chứng đắc điều gì mới ở trước, và giữa khi đó thì chén thở quay lại. Người ấy có thở sẽ cảm thấy chưa chứng đắc điều gì mới, và giữa khi ấy thì chén thở quay lại cảnh giới cũ. À, khi nhìn lại cảnh giới ở sau và hướng đến cảnh giới ở trước, họ sanh họ từ mình gian khởi sanh nên nguy hiểm, rồi hốt nhiên sanh ưu lo vô cùng. Người ấy cảm thấy như ngồi trên giường xác hoặc như uống thuốc độc. Với tâm trí chẳng muốn sống, họ luôn xin van người khác hãy giết hại tính mạng của mình để có thể sớm giải thoát. Cảnh hiện này gọi là đánh mất phương tiện trong việc tu hành. Nếu tôi ngồi cảnh giới đó, họ sẽ không cho rằng mình ở chứng thánh quả, còn như cho rằng mình ở đất quả vị có bậc thánh thì ma ưu sầu thì sẽ có loại ma ưu sầu nhập tâm trí của họ. Họ có thể sẽ cầm lấy dao hoặc kiếm đỡ từ các xẻo thân thịt của mình và vui vẻ và xả bỏ mạng sống, hoặc hoặc sẽ luôn âu sầu rồi bỏ chạy vào núi rừng vì không thể chịu nổi khi thấy người khác do đã mất chánh định, họ sẽ sa ngã từ đây. Sáu lại nữa, đương lúc ở trong đình đó, một khi đã thấy xuất hiện tiêu tan thì năm cư kia sẽ rải rõ thời uẩn xuất hiện. Người ấy có thở sẽ ở trong trạng thái thanh tịnh, người ấy có thở sẽ ở trong trạng thái thanh tịnh và tâm được an ổn. Sau đó tự nhiên bỗng nhiên có một niềm vui vô hạn nảy sinh, và trong lòng của họ còn hân hoan đến nỗi chẳng thở tự kiềm chế. Cảnh hiện này gọi là được tâm kinh an nhưng thiếu trí tuệ để tự kiềm chế. Nếu ta ngồi cảnh giới đó, họ sẽ không cho rằng mình đã chứng thánh quả, còn như cho rằng mình đã đắc quả vị của bậc thánh thì họ sẽ có và thì sẽ có loại ma ưa thích vui xuống nhập tâm trí của họ. Họ sẽ cười khi trông thấy người khác, họ tự động cao múa ở ngã tư đường và tự cho rằng mình đã được giải thoát qua ngài do đã mất chánh định, họ sẽ sa ngã từ đây. Bảy lại nữa, đương lúc ở trong đình đó, một khi đã thấy xuất hiện tiêu tan và tiện năng tư kia sẽ thấy rõ tự hưởng xuất hiện. Người ấy có thở sẽ tự cho mình đã tu tập đủ rồi. Hôn nhân vô cớ họ giải khởi đã ngã mạng, như vậy cho đến mạng quá mạng, tăng thường mạng, tiêu liệt mạng và tà mạng, những cảm xúc này đồng thời phát khởi và trong lòng của họ còn khinh cả mười phương Như Lai hạ uống là các bậc thánh đã bị thấp hơn như là Thanh Văn và Dương Giác. Cái niệm này gọi là thấy mình thắng trội và thiếu trí tuệ để tự cứu mình ra khỏi cái thấy đó. Nếu ta ngồi cảnh giới đó, họ sẽ không cho rằng mình đã chứng thánh quả, còn như cho rằng mình đã đắc quả vị của bậc thánh thì sẽ có loại ma đại ngã mạng nhập tâm trí của họ. Họ sẽ phá hủy kinh tượng và chẳng lỡ ký cánh chùa tháp. Họ nói với các vị thí chủ rằng mái pho tượng được làm từ vàng, đồng, đất hay gỗ mà thôi. Kinh chỉ viết trên lá cây hoặc lớp vải. Thân máu thịt mới là chân thật vĩnh hằng, nhưng các ngươi lại không cung phụng nó mà lại đi sùng bái gỗ đất, đó thật là điên đảo. Những ai tin lời của cái đó nói nên sẽ ùa theo mà hủy hoại cảnh tượng. Và chôn bỏ dưới đất, kẻ kia sẽ làm cho mọi người ngờ vực hiểu sai rồi dẫn chúng sanh vào địa ngục vô gián, do đã mất chánh định họ sẽ sa ngã từ đây. Tám lại nữa, đương lúc ở trong đền đó, một khi đạo thái xuất ẩn tiêu tan, thiện nam tư kia sẽ thấy rõ thọ ẩn xuất hiện. Người ấy có thở sẽ ở trong minh liễu tinh thần mà viên ngộ tinh lý và được đại tùy thuận. Hốt nhiều cho trong ấy, người ấy sẽ cảm thấy tràn đầy kinh an. Người ấy có thể sẽ tự cho rằng mình đã trở thành bậc thánh và được đại tự tại. Cảnh hiện này gọi là nhân bởi trí tuệ mà được khinh an và thanh thản. Nếu ta ngồi cảnh giới đó, họ sẽ không cho rằng mình đã đứng thánh quả, còn như cho rằng mà đã chứng thánh quả của bậc thánh thì sẽ có loại ma an nhàn nhập tâm trí của họ.
Người ấy sẽ cho rằng mình đã tu quá đủ và không cầu tăng tiến thêm nữa. Hành vi của họ phần nhiều sẽ như những vị bhikkhu sư không họ chịu học hỏi. Cái đó sẽ làm cho mọi người ngờ vực hiểu sai rồi dẫn chúng sinh vào địa ngục vô gián. Do đã mất chánh định nên họ sẽ sa ngã từ đây. Chính lại nữa, đương lúc ở trong đền đó, một khi đã thấy xuất cẩn tiêu tan, thiện nam tư kia sẽ thấy rõ thọ uẩn xuất hiện. Ở trong sự tối ngộ sáng suốt của họ, một khi biết hư ảo có thở sẽ sinh ra. Hốt như ở trong ấy, người ấy xu hướng vừa đoạn diệt quảnh hàng rồi bác bỏ nhân quả và vào tư tưởng chẳng có gì khác. Vì cả khi ấy tư tưởng chẳng có gì hết hiện tiền và cho đến tâm của họ nảy sinh ý đoán ra rằng sau khi chết thì hoàn toàn sẽ đoạn diệt. Cảnh hiện này gọi là định tâm chìm đắm nên mất đi sự nhận thức đúng đắn. Nếu ta ngồi cảnh gì đó họ sẽ không cho rằng mình đã chứng thắng bả, còn như cho rằng mình đã đắc quả vị của bậc thánh thì sẽ có loại ma không có gì hết nhập tâm trí của họ. Thậm chí người ấy sẽ hủy bán việc chơi giới là pháp nhị thừa. Còn bậc Bồ Tát đang ngồi pháp công thì có liên can gì đến trì giới hay giữ giới chứ? Ở trước những thí chủ tin tưởng của họ, người ấy sẽ luôn uống rượu ăn thịt và chuyên làm việc dâm ô. Do với ma lực thu nhiếp nên đồ chấn chẳng khi sanh nghi ngờ hay phi bán họ. Khi tâm quỷ nhập đã lâu, họ chẳng ngại uống nước tiểu hoặc ông phân và bảo rằng rượu thịt phân tiểu đều đồng một loại như hư không. Cái đó sẽ làm cho mọi người vừa hiểu sai rồi giờ cái đó sẽ hủy bán giới luật. Cái đó sẽ hủy bán giới luật của Phật và dẫn người khác cùng phạm tội. Do đã mất chánh định họ sẽ sa ngã từ đây. Mười lại nữa, đương lúc ở trong đền đó, một khi đã thấy xuất ứng tiêu tan, thiện tâm tư kia sẽ thấy rõ thọ ứng xuất hiện. Bây giờ sự hiểu biết hư ảo có thở sẽ vào sâu tâm cốt. Lòng của họ hút nhiên sanh khởi ái dục của hàng. Khi sự dâm dục, khi sự tham muốn dâm dục đến cực điểm thì họ có thở sẽ phát cuồng. Cảnh hiện này gọi là cảnh hiện này gọi là trạng thái an định thuận ý nhập tâm và thiếu trí tuệ cảnh hiện này gọi là trạng ấy thuận ý nhập tâm và thiếu trí tuệ để tự hộ trì nên nhầm lẫn mà sa vào tham dục. Nếu ta ngộ cảnh giới đó, họ sẽ không cho rằng mình đã chứng thánh quả, còn như cho rằng mình đã đắc quả vị của bậc thánh thì sẽ có loại ma tham dục nhập tâm trí của họ. Người ấy sẽ thường xuyên nói rằng tham dục chính là đạo Bồ Tát, rồi vậy những cư sĩ tùy tiện hành dục và những hành dâm sẽ gọi là đệ tử trì pháp. Do phàm phu ngu mơ dễ bị thu nhiếp bởi ma lực của quỷ thần vào thời mà pháp, người ấy có thể sẽ thu nhiếp 100 hoặc cho đến 200, 500, 600 hay 1.000 hay 10.000 tín đồ. Khi thiên ma nhập tâm trí của người ấy sinh lòng chán nản rồi nó sẽ rời khỏi thân xác của họ. Bấy giờ uy đức của họ sẽ tiêu vong và sẽ vướng vào vòng luật pháp. Cái đó sẽ làm cho mọi người vừa vượt hiểu sai rồi dẫn chúng sanh vào địa ngục vô gián. Này cái ý, 10 loại cánh hiện giữa lúc tu tập tĩnh lượng như thế đều là do sự giao tiếp của tâm với thọ ứng nên mới xuất hiện những việc ấy. Do chúng sanh mơ muội và chẳng thể tự suy ngẫm chính xác nên khi gặp những trường hợp đó,
họ sẽ mơ muội và chén thở tự nhận biết, rồi nói rằng mình đã thăng lên quả vị có bậc thánh cho vì đền lập đài và ngữ như thế, nên họ sẽ đọa địa ngục vô gián. Này, sau khi ta diệt đồ, các ông phải mang lời của Như Lai đỡ truyền dạy vào thời mạt pháp và cho đỡ thiên ma và trong ngoại pháp, hầu khiến cho tất cả chúng sanh hiểu rõ ngày này và cho đến thiên ma thừa có trục lợi, hãy bảo hộ và che chở những vị tu hành để họ có thể thành tựu đa vô đạo vô thượng. Này cái này, khi thiện nam tử kia tu hành chánh định đạt đến chấm dứt của thọ uẩn, tuy chưa đoạn hết các lậu nhưng người ấy đã có thể rời thân thể của mình như chim sói lòng. Từ thân phẩm đó họ đã có khả năng đỡ thăng lên 60 thánh vị của Bồ Tát, thành tựu ý sanh thân và tùy đến đây mà không bị trở ngại. Người ấy ví như người ngủ say nói nhảm và hoàn toàn chẳng biết mình đã nói gì. Tuy nhiên ngôn từ của người ấy rõ ràng âm vần thứ tự và làm cho người khác có thể hiểu và làm cho những người đang thức đều hiểu được lời của họ. Đây gọi là đã tới khu vực của tưởng quẩn, nấu niệm dao động tận trừ và tưởng phù du tiêu tan, tâm giác ngộ của họ sẽ có thể lìa bỏ trần cấu và hiểu rõ hoàn toàn đầu đuôi sanh tử của tất cả thế loại chúng sanh. Đến giai đoạn này thì gọi là đạt đến chấm dứt của tưởng quẩn, người ấy sẽ có thể siêu xuất ô trược của phiền não, quán sát nguyên do của tưởng quẩn và thấy vọng tưởng dung thông là căn bản của nó. Một này cánh hỷ, khi chẳng còn trải nghiệm thọ uẩn, thiện nam tử kia sẽ không còn khởi sanh tư lự sai lệch trong tiến trình hoàn thiện tu hành. Người ấy sẽ trải nghiệm ánh sáng ở trong chánh định, tâm của họ có thể sẽ khao khát về ánh sáng tròn đầy, nên dốc sức tập trung tư tưởng để mong cầu thiện xảo. Bây giờ thiên ma liền nắm lấy cơ hội mà nó đang mong ngóng rồi bay xuống và nhập một khác, cái đó sẽ không biết mình đã bị ma nhập nên khi tiết giảng cà pháp họ sẽ nói rằng mình đã đắc tịch diệt vô thượng. Tiếp theo cái đó sẽ tìm đến nơi của thiện nam tử đang mong cầu thiện xảo rồi trả cho ngoài vào thuyết giảng tà pháp. Cái đó sẽ chuyển đổi hình dáng bản thân và làm cho và khiến cho thính giả cảm thấy và khiến cho thính giả cảm thấy họ như một người cảm thấy họ là một vị bhikkhu sư hoặc là năng thiên đế hoặc là một phụ nữ hay vị bhikkhu sư ni. Và cái đó sẽ làm cho thân mình phát ra ánh sáng khi nằm ở trong căn phòng tối. Người ấy sẽ tin tưởng tà thuyết và cho cái đó là Bồ Tát. Cái đó sẽ làm dao động tâm trí của người kia khiến họ dần dần lén lút hành dâm và phá hoại giới luật uy nghi của Phật. Kế bị ma nhập sẽ thích nói về tai ương hay việc các tường sắp xảy ra hoặc bảo rằng có Như Lai đang xuất hiện ở nơi nào đó, hoặc nói về kiếp lửa, hoặc nói về chiến tranh để khủng bố mọi người và khiến cho tài sản của gia đình họ vô cớ tiêu hao. Đây gọi là quỷ quái vật, lúc quá già thì trở thành ma, khi nó đòi loạn người ấy nó một thang thời gian rồi nó xin lòng chán nản và rời khỏi thân xác của họ. Bây giờ cả thầy con trò sẽ vướng vào vòng luật pháp. Ông Đức Tiên nên nhận biết vật ấy và chớ sao vào lưu hồi, nếu mơ mùa chẳng biết thì sẽ đọa địa ngục vô gián. Khi chẳng còn trải nghiệm thụ ứng thiện, năm thứ kia sẽ không còn khởi sanh tư lự sai lệch trong tiến trình hoàn thiện tu định. Người ấy sẽ trải nghiệm ánh sáng ở trong chánh định, tâm của họ có thể sẽ ước muốn du ngoạn, do đó họ sẽ tập trung tư tưởng và bay đi để mong cầu du ngoạn. Bây giờ thiên ma liền nắm lấy cơ hội mà nói băng bông ngón rồi bay xuống và nhập một khác, cây đó sẽ không biết mình đã bị ma nhập nên khi thiết giảng tà pháp họ sẽ nói rằng mình đã đắc tịch diệt vô thượng. Tiếp theo cây đó sẽ tìm đến nơi của thiện nam tử đang mong cầu du ngoạn rồi trả chân ngồi vào thuyết giảng tà pháp. Kỳ đó sẽ không chuyển đổi hình dáng bản thân nhưng y sẽ làm cho mọi thính giả cảm thấy
Thân thể của mình hóa thành như một khối tụ của ánh sáng vàng tím. Và ai nấy đều cảm thấy rằng mình đã được điều chưa từng có. Người ngưu mô kia sẽ bị mô hoặc mà cho cái đó là Bồ Tát, cái đó sẽ làm dao động tâm trí của người kia khiến họ dần dần lén lút hành động và phá hoại giới luật uy nghi của Phật. Cái đó sẽ cái bèo nhập sẽ thích nói về chư Phật đang xuất hiện ở thế gian hoặc báo rằng ở nơi kia với người như thế là hóa thân của vị Phật nào đã đến đây, hoặc nói rằng người kia chính là, hoặc báo rằng người kia chính là Bồ Tát nào đó đến hóa độ nhân gian. Do người kia nghe theo lời như thế nên trong lòng khát ngưỡng tà kiến âm thầm hưng khởi và hạt giống trí tuệ bị tiêu diệt. Đây gọi là quỷ hạng hắn, lúc quá già thì trở thành ma, khi đã nao loạn người ấy đến một thời gian rồi nó sinh lòng chán nản và rời khỏi thân xác của họ. Bây giờ cả thầy lẫn trò sẽ vướng vào vòng luật pháp. Ông trước tiên nên nhận biết vật ấy và chớ sao vào luân hồi, nó mơ mùa chẳng biết thì sẽ đọa địa ngục quá giáng. Ba lại nữa, khi chẳng còn trải nghiệm thừa ứng, khi chẳng còn trải nghiệm thừa ứng thiện năm tư kia sẽ không còn khởi sanh tư lự sai lệch. Trong chứng tình hoàn thiện tu định, người ấy sẽ trải nghiệm ánh sáng ở trong chánh định tâm của họ, có thể sẽ ước muốn hòa nhập tâm trí nên sẽ lén động và tập trung tư tưởng để mong cầu khó hợp. Bây giờ thiên ma liền nắm ta liền nắm lấy cơ hội mà nó đang mong ngóng rồi bay xuống và nhập một cái. Cây đó sẽ không biết mình đã bị va nhập nên khi thuyết giảng tờ giáp, họ sẽ nói rằng mình đã đắc tịch diệt vô thường. Tiếp theo cây đó sẽ tìm đến nơi cô thiện nam tử đang mong cầu khó hợp rồi trở xuống ngồi và thuyết giảng tà pháp. Cái đó sẽ không chuyển đổi hình dáng bản thân và cũng chẳng làm cho những thính giả thấy chuyển đổi thân hình. Tuy nhiên trước khi bắt đầu nghe tà pháp, y sẽ làm cho mỗi thính chúng đều cảm thấy rằng mình đã khai ngộ. Y sẽ làm cho mỗi thính chúng niệm niệm đúng dời và cảm thấy rằng họ đã khai ngộ, hoặc làm cho họ biết tâm niệm, hoặc làm cho họ biết chuyện đời trước, hoặc làm cho họ biết tâm niệm của người khác, hoặc làm cho họ thấy địa ngục, hoặc làm cho họ biết những việc tốt xấu ở nhân gian, hoặc làm cho họ có thể tụng kinh hay đọc cỡ từ trí nhớ. Tất cả họ sẽ vui sướng và ai nói đều cảm thấy rằng mình được điều chưa từng ngờ có. Người ngưu mô kia sẽ bị mơ hoặc mà cho cái đó là Bồ Tát, cái đó sẽ làm dao động tâm trí của người kia khiến họ dần dần lén lút hành dâm và phá hoại giới luật uy nghi của Phật. Kẻ bị ma nhập sẽ thức ở đèn, có Phật lớn, Phật nhỏ, có Phật trước, Phật sau, ở trong đó còn có Phật thật, Phật giả, Phật nam, Phật nữ, còn vào Bồ Tát thì cũng vậy. Do người kia nghe theo như thế nên bốn tâm bị rửa sạch và dễ dàng vào tà thuyết. Đây gọi là quỷ quái vật, đây gọi là quỷ nhầm động vật, lúc quá già thì trở thành ma. Khi đã loạn người ấy đã một thời gian rồi nó sinh lòng chán nản và rời khỏi thân xác của họ. Bây giờ cả thầy cũng trò sẽ vướng vào vòng luật pháp. Ông đức trên nên nhận biết và gái và chớ sẽ vào luân hồi, nếu mà mọi chẳng biết thì sẽ đọa đời ngục quá giáng. Bốn lại nữa, khi chẳng còn trải nghiệm thờ ứng thiện năm tư kia sẽ không còn khởi sanh tư lự sai lệch. Trong tiếng tình hoàn thiện tu định, người ấy sẽ trải nghiệm ánh sáng ở trong chánh định tâm của họ, có thể sẽ yêu thích sự biết của căn bản. Do đó họ sẽ nghiên cứu căn nguyên của do đó họ sẽ nghiên cứu về tánh biến hóa của vạn vật từ đầu đến cuối và làm cho tâm hiểu rõ sáng suốt để mong cầu giảng giải phân tích. Bây giờ thiên ma liền nắm lấy cơ hội mà nó đang mong ngóng rồi bay xuống và nhà một cái. Cây đó sẽ không biết mình đã bị bao nhập nên khi tiếp giảng tờ pháp, họ sẽ nói rằng mình đã đắc tịch diệt vô thượng. Tiếp theo cây đó sẽ tìm đến nơi cô thiện nam tử đang mong cầu sự hiểu biết của bổn nguyên rồi trả chỗ ngồi vào tiếp giảng tờ tháp. Cây đó sẽ có uy thần xung quanh đỡ tờ phục những ai cầu được gặp, cho dù trước khi thuyết giảng y cũng có thể làm cho đời chúng ở dưới tự nhiên quy phục. Y sẽ báo mọi người rằng pháp thân từ diệt của Phật chính là nhục thân hiện tại của ta bây giờ. Thân máu thịt đã truyền từ cha đến con và hổ tương tiếp nối sinh ra chính là nhục chính là pháp thân thường trụ không gián đoạn.
Ý sĩ bảo mọi người rằng pháp thân thực diệt giác ngộ vô của Phật chính là nhục thân hiện tại của ta bây giờ, thân máu thịt đã truyền từ cha đến con và hổ tương tiếp nối sinh ra chính là pháp thân, chính là nhục thân, thân máu thịt, pháp thân thực diệt của Phật, pháp thân thực diệt của Phật, pháp thân thực diệt giác ngộ của Phật chính là nhục thân hiện tại của ta bây giờ, thân máu thịt đã truyền từ cha đến con và hổ tương tiếp nối sinh ra, tức là nhục thân hiện tại của ta bây giờ, thân máu thịt, pháp thân tịch diệt của Phật, pháp thân tịch diệt của Phật, pháp thân tịch diệt giác ngộ của Phật chính là nhục thân hiện tại của ta bây giờ, thân máu thịt đã truyền từ cha đến con và hổ tương tiếp nối sinh ra chính là pháp thân thường thường trụ không gián đoạn. Tất cả những gì đang thấy ở đây chính là của Phật và có không, và không có nơi thanh tịnh nào nữa. Ngoài nhục thân này thì sẽ không có thân tướng sắc vàng nào khác. Người kia sẽ tin tưởng lời của kẻ đó nói và quên mất bổn tâm, cho đó họ sẽ dâng cả thân mạng và tin rằng mình đã được điều chưa từng có. Người ngu mơ kia sẽ bị mơ hoặc mà cho cái đó là Bồ Tát. Cái đó sẽ làm dao động tâm trí của người coi, khiến họ dần dần lên lúc hành dâm và phá hoại giới luật uy nghi của Phật. Kẻ bị ma nhập sẽ thích nói rằng mắt tai mũi lưỡi đều là tịnh độ, nam can nữ tinh, tức là nơi giác ngộ chân thật của tịch diệt. Những ai vô tri tất sẽ tin lời dơ bẩn như thế. Đây gọi là quỷ ngái độc, lúc quá già thì trở thành ma. Khi đã đau loạn người ấy đó một thời gian rồi nó sinh lòng chán nản và rời khỏi thân giác của họ. Bây giờ cả thầy lẫn trò sẽ vướng vào vòng luật pháp. Ông rất đương nên nhận biết vật ấy và chớ sao vào luân hồi. Nếu mơ mùa chẳng biết thì sẽ đọa địa ngục qua giáng. Năm lại nữa khi chẳng còn trải nghiệm thụ ứng thiện, năm tư kia sẽ không còn khởi sanh tư lự sai lệch. Trong tiến trình hoàn thiện tu định, người ấy sẽ trải nghiệm ánh sáng. Ở trong chánh định, tâm có họ có thở sẽ yêu thích cảm ứng từ xa. Do đó họ sẽ nghiên cứu cùng khắp đỡ mong cầu cảm ứng bí mật. Bây giờ thiên ma liền nắm lấy cơ hội mà nó đang mong ngóng rồi bay xuống vào nhà màu khác. Cây đó sẽ không biết mình đã bị ma nhập, nên khi tiếp giảng cà pháp họ sẽ nói rằng mình đã đắc tịch diệt vô thường. Tiếp theo cây đó sẽ tìm đến nơi của thiện nam tử đang mong cầu ứng rồi trả cho ngồi vào thuyết giảng tà pháp. Cái đó sẽ có thể khiến cho đời chúng ở dưới tự thấy mình như một người trăm tuổi hay ngàn tuổi. Tính chúng sẽ sinh lòng yêu mến và chẳng thở rìa xa. Họ đã thân làm nô bọc và thực hành bốn sự cúng dường mà chẳng biết mệt mỏi. Cái đó sẽ có thể làm cho tính cho cái đó sẽ là có thể làm cho tâm của mỗi người trong trong tâm của mỗi người của mỗi người bên dưới biết rằng mình là sư phụ hoặc thiện tri thức của họ ở đời trước. Với lòng nhung nhớ đặc biệt họ dính chặt kẻ đó như keo sơn mà chẳng thở lìa xa. Với lòng nhung nhớ đặc biệt họ dính chặt kẻ đó với như keo sơn và nghĩ rằng mình đã được điều chưa từng có. Cái đó sẽ làm dao động tâm trí của người kia, khiến họ dần dần lên lúc hành dâm và phá hoại giới luật uy nghi của Phật. Y sẽ phỉ báng giới luật, khinh miệt bậc xuất gia và luôn nói không nhân quả. Nó bảo rằng một khi đã chết thì vĩnh viễn chẳng còn thân ở đời sau.
Nó chẳng phân biệt thánh nhân hay phàm phu, tuy tâm có thể trải nghiệm cánh công, nhưng cái đó sẽ lén lút tham đắm dục lạc. Những đối tượng tham đắm dục lạc quy cũng trải nghiệm công công và họ cũng bác bỏ nhân quả. Đây gọi là quý đại lực lúc quá già thì trở thành ma. Khi đã nào loạn ngã đó một thời gian rồi nó sẽ làm chán nản và rời khỏi thân giác của họ. Bây giờ cả thầy lẫn trò sẽ vướng vào vòng luật pháp. Ông nước trên nên nhận biết quả ấy và chớ sẽ vào luân hồi. Nếu mơ mùa chẳng biết thì sẽ đọa địa ngục quá giáng. Lại nữa, khi chẳng còn trải nghiệm thụ ứng thiện năm tư kia sẽ không còn khởi sanh tư lự sai lệch trong tiếng tình hoàn thiện thư ảnh. Người ấy sẽ trải nghiệm ánh sáng ở trong chánh định, tâm của họ có thể sẽ ước muốn vào sau tỉnh lượng. Do đó họ sẽ nỗ lực kiểm soát bản thân và ưa thích ở nơi vắng vẻ để mong cầu tỉnh mịch. Bây giờ thiên ma liền nắm lấy cơ hội mà nó đang mong ngóng rồi bay xuống và nhập vào các cái đó sẽ không biết mình đã bị ma nhập nên khi tiếp giảng tà pháp họ sẽ nói rằng mình đã đắc tịch diệt vô thường. Tiếp theo cái đó sẽ tìm đến nơi của thiện nam tử đang mong cầu tỉnh lặng rồi trở chân ngồi và thuyết giảng tà pháp. Kẻ bị ma nhập sẽ kế bị ma nhập. Kế bị ma nhập sẽ kế bị ma nhập. Kế bị ma nhập. Kế bị ma nhập sẽ có thể làm cho mỗi người kế bị nha nhập sẽ là có thể làm cho thánh chúng biết được nghiệp đời trước của mình hoặc làm cho hoặc ở nơi nào đó y sẽ nói với một tín đồ rằng tuy ngươi như bây giờ chưa chết nhưng đã làm súc sanh rồi. Cái đó sẽ sai một tín đồ ở sau mà hãy đạp đuôi của họ. Lập tức kẻ tín đồ đầu tiên đều không đỡ đến lưng. Bây giờ tất cả đời chúng đều nghiêng mình không phục. Giả sử các ai đang suy nghĩ điều gì thì kẻ bị ma nhập liền biết tâm niệm của họ. Nó sẽ biết buộc tín đồ tu tập của hạnh vượt hơn mức giới hạn trong giới luật uy nghi của Phật. Kẻ đó sẽ phi bán những vị biết su mà lị đồ chúng và tiết lộ chuyện riêng tư của người khác để họ không thể tránh khỏi chơ bai và hiềm khích. Kẻ đó sẽ rất thích tiên đoán những việc họa phước sắp xảy ra và khi đến thời điểm thì mỗi chi tiết của sự việc đều chẳng sai lệch. Đây gọi là quý đại lực lúc quá già thì trở thành ma. Khi đã náo loạn người ấy đến một thời gian rồi nó sinh lòng chán nản và rời khỏi thân xác của họ. Bây giờ cả thầy lẫn trò sẽ vướng vào vòng luật pháp. Ông trước tiên nên nhận biết về ấy và chớ sẽ vào luân hồi. Nếu mơ mùa chẳng biết thì sẽ đọa địa ngục quá giáng. Bấy lại nữa, khi chẳng còn trải nghiệm thụ ứng thiện năm tư kia sẽ không còn khởi sanh tư lự sai lệch trong tiếng tình hoàn thiện tư định. Người ấy sẽ trải nghiệm ánh sáng ở trong chánh định, tâm có thờ có thở sẽ ước muốn tri kiến. Do đó họ sẽ khổ nhọc tinh cần nghiên cứu và nghiên cứu để mong cầu biết việc đời trước.
Bây giờ Thiên Ma liền nắm lấy cơ hội mà nó bong bóng rồi bay xuống và nhập vào cái cây đó sẽ không biết mình đã bị ma nhập, nên khi tiếp dẫn tờ phá họ sẽ nói rằng mình đã đắc tịch diệt vô thường. Tiếp theo cây đó sẽ tìm đến nơi của thiện nam tử đang mong cầu tri kiến rồi trả cho ngồi vào tiếp dẫn tờ pháp. Tại nơi thuyết giảng tà pháp y bỗng dưng vô cớ có được cho báu to lớn, hoặc có lúc kẻ bị ma nhập sẽ hóa là một loại lần vật nào đó và trong miệng ngậm châu báu, hoặc nó mang theo tạp trang báu sách bằng hoặc nó mang theo tạp trang báu sách bằng thẻ tre văn tư hay những đồ vật kỳ lạ. Những ai lấy bất cứ đồ vật nào của đó thì sau đó sẽ bị ma nhập. Họ ấy sẽ dụ dỗ thính chúng rằng có một minh nguyệt châu đang cho bị chôn vùi ở dưới đất và nó đang tỏa sáng ở nơi đấy. Bây giờ tất cả những người đang lắng nghe đều cảm thấy rành mạch được điều chưa từng có, hoặc kẻ bị ma nhập có thể sẽ ăn nhiều dược thảo và không dùng thức ăn ngon, hoặc có ngày chỉ ăn một hạt mè hay mè hột gạo mà thân hình vẫn phì nhiêu là phong trước, đó là do ma lực hỗ trợ vậy. Cái đó sẽ phi bán những vị bhikkhu mà lì đồ chúng vào tiết độ chuyện riêng tư của người khác để họ không thể tránh khỏi chơ bai và hiềm khích. Cái đó sẽ thích nói về cái đó sẽ thích cái đó sẽ thích nói về cái đó Khi đó sẽ thích nói về các bảo tàng ở phương khác, hoặc bảo rằng ở nơi kia với người như thế, hoặc nói rằng có chư thánh hiền ở trong mười phương đang cư ngụ nơi bất một kia, và những ai đã đi theo cái đó thì đều thấy có những kỳ nhân dị sĩ như vậy. Đây gọi là quỷ thần ở núi rừng, ở đất đai, ở thành quách, ở dòng nước hay ở đỉnh núi, và khi quá già thì trở thành ma. Khi đã đòi loạn người ấn đến một thành ma. Hoặc kẻ bị nhà mà hai kẻ bị ma nhập có thể sẽ ủng hộ hiệp hành dâm và cho đó là phá hoại giới luật uy nghi của họ, nhưng trong đó chính mình và những người thực sự thì liên lúc say đắm trong lương dược. Hoặc kẻ bị ma nhập sẽ rất tinh tấn và chỉ an toàn có cao nhưng không tu thiền tờ định. Khi đã nô lọ người ở đó một thời gian rồi nó sẽ lên sinh lòng chán nản và rời khỏi thân xác của họ. Bây giờ cả thầy lẫn trò sẽ vướng vào vòng luật pháp ông trước tiên nên nhận biết và ấy và chớ sao vào luân hồi nó mơ mờ chẳng biết thì sẽ đọa địa ngục vô gián. Tám lại nữa khi chẳng còn trải nghiệm thụ ứng thiện nam tử kia sẽ không còn khởi sanh tư lự sai lệch trong tiếng thành hồng thiện tu định, người ấy sẽ trải nghiệm ánh sáng ở trong chánh định tâm của họ, có thể sẽ ước muốn đủ mọi thần thông biến hóa, do đó họ sẽ khổ nhập nghiên cứu do đó họ sẽ nghiên cứu khổ nhập do đó họ sẽ nghiên cứu khổ nhập nghiên cứu đỡ mong cầu thần lực. Bấy giờ thiên ma liền nắm lấy cơ hội mà nó đang mong ngóng rồi bay xuống và nhập vào các cây đó sẽ không biết mình đã bị ma nhập, nên khi tiếp dẫn tờ pháp họ sẽ nói rằng mình đã đắc tịch diệt vô thường. Tiếp theo cây đó sẽ tìm đến nơi của thiện nam tử đang mong cầu thần thông rồi trả chân ngoài vào tiếp dẫn tờ pháp. Hoặc kẻ bị ma nhập có thể sẽ cầm lửa ở trên tay và phân phát nó lên trên đầu của mọi người trong chúng thanh chúng. Ngọn lửa ở trên đầu, những ngọn lửa ở trên đầu của mỗi người trong thánh chúng đều cháy cao và thước, nhưng chúng hoàn toàn không nóng và cũng chẳng làm ai bị phóng. Hoặc kẻ bị nhập có thể sẽ đi trên nước như đi trên đất, hoặc ngồi bất động ở giữa hư không, hoặc vào trong bình, vào trong túi, hay xuyên qua cửa sổ vào tường quách mà chẳng bị mà không bị trở ngại, chỉ vì bình thường thì không được tự tại. Y sẽ phi bán giới luật mặc áo của cư sĩ. Y sẽ nói mình là Phật, mặc áo của cư sĩ và nhận lời kính của những vị bhikkhu. Người ấy sẽ phi bán và nhận lời kính của những vị bhikkhu. Y sẽ nói rằng mình là Phật, mặc áo của cư sĩ và nhận lễ kính của những vị bhikkhu.
Y sẽ nói rằng mình là Phật, mặc áo của cư sĩ và nhận lời kính của những vị bhikkhu sư. Nó sẽ mà lệ đời chúng và tiết lộ chuyện riêng tư của người khác và đỡ họ không khổ tiếng khỏi cho bài vì hiểm kết. Y sẽ luôn nói về thần thông tự tại hoặc làm cho người xung quanh thấy được quái Phật, nhưng đó không phải là chân thật mà chỉ là quý lực mơ hoặc mọi người. Cái đó sẽ ca ngợi hành giam chứng những không chỉ trích việc làm thô ác đó, mà nó còn mang việc bắn thiếu này vào mục đích để truyền tà pháp của y. Đây gọi là đại lực yêu tinh lúc quá già thì trở thành ma. Khi đã loạn người ấy đến một thời gian rồi nó sinh lòng chán nản và rời khỏi. Đây gọi là đại lực yêu tinh lúc quá già thì trở thành ma. Chúng có thể là sơn tinh của trời đất, yêu tinh của biển, yêu tinh của gió, yêu tinh của sông, yêu tinh của đất, hoặc yêu tinh của rừng do hấp thu linh khí từ gỗ cây từ nhiều kiếp, hoặc là có loài rồng hay tiên nhân mạng chung. Đã chết rồi sống trở lại đã trở thành yêu tinh, hoặc là có tiên nhân đã tà mạng và thân hình chẳng thay đổi, hoặc là có tiên nhân đã chết và thân và hoặc là có tiên nhân đã tà mạng và đáng lẽ phải chết nhưng thân hình chẳng thay đổi và bị loài yêu quái khắc nhập. Khi đã nao loạn người ấy đến một thời gian rồi nó sinh lòng chán nản và rời khỏi thân xác của họ, bấy giờ cả thầy lẫn trò sẽ vướng vào vòng luật pháp. Ông trước tiên nên nhận biết vật ấy và chớ sao vào luân hồi. Nếu mơ mờ chẳng biết thì sẽ đọa địa ngục vô gián. Chính lại nữa, khi chẳng còn trải nghiệm thụ ứng thiện năm tư kia sẽ không còn khởi sanh tư lự sai lệch. Trong tiếng tình hoàn thiện tu định, người ấy sẽ trải nghiệm ánh sáng ở trong chánh định. Tâm cơ họ có thể sẽ ước muốn vào sâu diệt độ. Do đó họ sẽ nghiên cứu tánh biến hóa của tâm đỡ mong cầu cảnh không tâm sâu. Bây giờ thiên ma liền nắm lấy cơ hội mà nó đang mong ngóng rồi bay xuống và nhờ mù các cây đó sẽ không biết mình đã bị ma nhập nên quy tiết giảng tà pháp. Họ sẽ nói rằng mình đã đắc tịch diệt vô thượng. Tiếp theo cái đó sẽ tìm đến nơi của thiện nam tử đó mong cảnh không rồi trả cho ngồi và thuyết giảng tà pháp. Ở giữa đông đảo đời chúng, cái đó kể về mà nhờ phúc nhân biến mất mà chẳng một ai thấy đâu hết. Rồi đột nhiên lại xuất hiện ở trong hư không ẩn tàng và xuất hiện tự tại. Hoặc nó làm cho thân thể của mình hiện ra xuyên suốt như lưu lơi. Hoặc nó chỉ lít tay chân. Thì sẽ có mùi thơm hương đàn tỏa ra, hoặc nó làm cho nước tiểu và phân của mình ngọt liệm như đường mật. Y sĩ phi bán giới luật khinh miệt bạc xuất gia và luôn nói không nhân quả. Nó sẽ luôn nói một khi đã chết thì không còn thân ở đời sau. Nó chẳng phân biệt thánh nhân hay phàm phong, tuy tâm có thể trải nghiệm cái công nhưng sẽ tham đắm dục lạc. Những đối tượng dục lạc của y cũng trải nghiệm cái công và họ cũng bác bỏ nhân quả. Đây gọi là yêu quý sinh ra từ linh khí của nhật thực hoặc ngọc thực. Linh khí đó có thể tích tụ trong vàng, ngọc, nấm, cỏ, kỳ lân, phượng hoàng, rùa hay chim hoạt. Khi đã trải qua ngàn vạn năm, linh khí đó tự phát triển mạng sống ở thời gian và lúc bấy giờ thì trở thành ma.
Khi đã nội loạn người ấy đã một thời gian thì nó sinh đồng chánh đẳng và đời có thân giác hòa. Bây giờ cả thầy lẫn trò sẽ vướng vào vòng luật pháp. Ông trước trưng nên nhận biết vật ấy và chớ xa vào luân hồi. Nó mơ mùa chẳng biết thì sẽ đọa địa ngục vô gián. 10. Lại nữa, khi chẳng còn trải nghiệm thừa ứng thiện năm tư kia sẽ không còn cỡ sanh tư lự sai lệch trong tiến trình hoàn thiện tu định. Người ấy sẽ trải nghiệm ánh sáng ở trong chánh định tâm có gò, có thở, sẽ ước muốn trường thọ. Do đó họ sẽ khổ ngọc nghiên cứu để mong cầu sống ở. Bây giờ thiên ma liền nắm lấy sống mãi. Người ấy muốn trừ bỏ phần đoạn sanh tử của thân và cũng mong chóng trừ bỏ phần đoạn và cũng mong chóng trừ bỏ biến dịch sanh tử của tâm để có thể triệu mãi trong tướng quy tớ. Bây giờ thiên ma liền nói đến câu hỏi mà nó đang mong ngóng rồi bay xuống và nhập vào khác. Cái đó sẽ không biết mình đã bị ma nhập nên quy tiết giảng tà pháp. Họ sẽ nói rằng mình đã đắc tịch diệt vô thượng. Tiếp theo cái đó sẽ tìm đến nơi của tiền nam tử đang mong cầu cánh không. Tiếp đó sẽ tìm đến của tiền nam tử đang mong cầu trường sanh rồi trở ra ngoài vào thuyết giảng tà pháp. Kế đó sẽ thích nói rằng mình có thể đi đến hay trở về từ nơi khác mà không bị trở ngại, hoặc nói rằng mình có thể đi qua ngàn dặm và trở về trong giới bát. Kế đó sẽ nói rằng mình đều có thể mang về những đồ vật từ nơi kia. Hoặc khi nó ở trong phòng có một nơi nọ, hoặc khi nó ở trong nhà có một nơi nọ, y sẽ báo một tín đồ hãy đi và bước từ phước đồng vỡ ra, từ phước tường phước đồng, từ phước tường phước, từ phước tường phước đông đến phước phường phước tây. Nhưng cho dù người ấy đi rất mau suốt ngày năm thì cũng không thể đến được. Do vậy họ nhầm lẫn mà tin rằng cái đó là Đức Phật đang hiện ra trước mặt. Y sẽ luôn nói với mọi người rằng tất cả chúng sanh trong mười phương đều là con của ta sinh ra chư Phật và ta tạo ra thế giới, ta là Đức Phật đầu tiên và tự nhiên xuất hiện ở thế gian mà không cần nhân tu hành để chứng đến đất. Đây gọi là tự tại thiên ma sai quấn lụa của nó xuống nhân gian như là thiên nữ ở trời ta hóa tự tại, hoặc những đồng tử hút tinh khí ở trời tứ thiên vương, và tất cả họ đều chưa phát khởi đạo tâm. Chúng có thể sẽ lợi dụng sự sáng suốt trong rộng của người tu hành và yên tinh khí của họ mà không cần trải qua trung gian của kẻ bị ma nhập. Nó sẽ hiện ra với thân hình của một người nữ và cùng họ xây đám hành dâm. Và chưa đến một năm thì tinh khí và chưa đến một năm thì tinh khí của họ đã khô kiệt. Người ấy sẽ làm nhã một mình mà như là lời của yêu quái. Người kia trước khi ra nhận ra sự việc thì đa phần những người như thế đã vướng vào vòng luật pháp, và trong lúc họ vẫn còn chưa bị hình phạt thì đã bị khô kiệt, thì đã bị chết do tinh khí khô kiệt. Và như thế chúng ma sẽ nao loạn người kia cho đến chết. Ông trước tiên nên nhận biết vật ấy và chớ xa vào luân hồi. Nếu mơ mùa chẳng biết thì sẽ đọa địa ngục vô gián. Này kính nữ, 10 loại ma như thế sẽ xuất gia nhưng chẳng tu đạo ở trong pháp của ta vào thời mạt pháp. Chúng sẽ ca ngợi dâm dục trong thời mạt pháp. Chúng có thể sẽ đích thân hiện ra chúng có thể nhập thân xác người khác, hoặc đích thân hiện ra thân chúng có thể sẽ nhập thân xác người khác, hoặc đích thân hiện ra thân đẹp thích thân hiện ra thân mình.
Chúng sẽ ca ngợi dâm dục và hủy báng giới luật uy nghi của Phật. Yêu tinh tà ma như thế sẽ mê hoặc tâm trí người tu hành. Mau là 9 đời và chậm là hơn 100 đời, đỡ khiến những ai từng muốn chân chánh tu hành gia nhập làm quyến thuộc của ma. Sau khi mạng chung ở đời cuối cùng, người kia chắc chắn sẽ làm nhân dân của ma, đánh mất con đường đạt đến chánh biên tri và sẽ đọa địa ngục quá giáng. Ông này không cần phải mong vào đạo tịch diệt của đạo, ứng chân. Một khi đã chứng đắc bậc khoa học, ông hãy giữ nguyện lại nguyện của mình để vào trong thời mạt pháp. Ông hãy khởi lòng đại từ bi và cứu độ những chúng sinh trên sau để họ có thể được chánh tri kiến và không bị ma nhập. Bây giờ ta đang cứu độ ông ra khỏi sinh tử về rồi, ông hãy khâm tuân lời dạy của Phật và như thế tức là báo đáp ân đức của Phật. Này cái nãy mời lời cái niệm giữa lớp tu tập như thế đều là do sự giao tiếp của tâm với tương ứng nên mới xuất hiện những vật ấy. Do chúng sanh mơ muội và chuyển thở tùy suy ngẫm chính xác nên khi gặp những trường hợp đó họ sẽ nói rằng mình là họ sẽ bị mơ muội và cho họ sẽ bị mơ muội và chuyển thở tự nhận biết rồi nói rằng mình đã thăng lên quá vị của bậc thánh, do vì đã thành lập đại vọng ngữ như thế nên họ sẽ đọa địa ngục vô gián. Sau khi ta diệt đọa, các ông phải mang lời này của Như Lai để truyền dạy vào thời mạt pháp, hầu khiến cho tất cả chúng sanh hiểu rõ nghĩa này. Và cho đỡ thiên ma thừa có trục lợi, hãy bảo hộ và che chở những người tu hành để họ có thể thành tựu đạo vô thượng. Kinh Đạo Phật Đảnh cứu cánh kiên cố và mật nhân của Như Lai vừa chư Bồ Tát hoàn hành đỡ tu chứng liệu nghĩa hết quyển chính.